là mình chạy 2 lần luôn. Ok, không sao, có kinh nghiệm nha các bạn. Bây giờ mình lùi vào một cái nữa. Chỗ này nó dính không ta? Rồi, có kinh nghiệm mà các bạn. Đó, bây giờ mới là lùi vào trong này nè các bạn. Là mình lùi nãy bị mất thời gian vậy. Rồi, ok. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹo vào nha. Ui, đúng hẹp luôn các bạn. Bây giờ đi quẹo đâu nữa? Bây giờ đi đâu nữa? Lại quẹo trái nữa các bạn. Lọt không ta? Lọt các bạn. Ui, đi đâu vô lòn lòn tuốt trong này vậy? Khó vãi nồi luôn ấy. Đánh lái ra này nha, không cho đụng nha, mình sợ đụng với thằng hàng thôi. Rồi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái series game trên điện thoại nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái từ game mới tinh. Đấy, từ game nó mang tên là Carol Brew Pot Chuck Driver. Wow, tên dài quá chứ. Thì cái từ game này nó kiểu là chúng ta sẽ lái những cái chiếc xe tải, nhưng mà những cái chiếc xe tải này là nó ở ngoài bến cảng đấy các bạn, những cái cảng hàng ấy. Đó, có rất là nhiều xe luôn. Ví dụ như trước mặt các bạn đây là một cái con xe đầu kéo nè, đầu kéo mà nó khá là lạ luôn hết các bạn. Đó, tiếp theo là một cái con xe năng là xe năng bự nha các bạn. Đây là một con xe ben nè, một con bán tải nè, một con xe đầu kéo Mỹ nè, một xe tải thùng nè, một chiếc xe ưu tiên. Xe này nó như kiểu là xe leader dẫn đường hay là chút đuôi đồ ấy các bạn. Mấy cái xe ưu tiên để dẫn đường, mấy cái xe kiểu là mấy xe vận tải hàng nặng đồ ấy. Đó, đây lại là một cái con xe hình như là đầu kéo nữa đây. Mấy con này đa số là nó có một chỗ ngồi đây các bạn, nên là nhìn nó hơi lạ lạ tí ha. Rồi, đây là con xe năng nè, nhưng mà con xe năng này là các bạn thấy thường thôi nè, xe năng nhỏ nè. Còn đây là một con xe Scania, nó ghi ra thành Sanica các bạn. Đó, con này thì nó là xe đầu kéo có cả thùng luôn nha các bạn, rất là dài luôn. Đó, và chỉ có vậy thôi. Thì với cái tựa game nó chơi cũng rất là đơn giản, là đó là chúng ta sẽ lái những chiếc xe này vượt qua những cái chướng ngại vật, và mình thấy khá là hay luôn các bạn. Đó, nên hôm nay mình quyết định là làm cái game này cho các bạn xem. Nó lái được nhiều xe mà còn thực hiện được những cái nhiệm vụ nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ lựa một cái con dễ nhất để làm cho các bạn xem. Đầu tiên nha. Bán tải hay là con xe leader nha. Con này đi. Con này thì xe leader như xe của cảnh sát luôn ấy. Thôi chạy bán tải đi. Làm quen từng chiếc các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái nhiệm vụ con này. Thì mỗi xe nó sẽ có tổng cộng là 5 cái nhiệm vụ nha các bạn. Khả năng là như là như kiểu là từ dễ đến khó ấy. Càng phải xuống dưới thì nó càng khó các bạn. Mình sẽ làm thử chung chung đi. Rồi, làm con này đầu tiên là một con bán tải nha các bạn. Rồi, để mình test xe cái này. Vô lăng đánh. Ok. Còn bên này thì các bạn thấy là sẽ có đổi cam này, nhưng mà nó không có cái cam nào mà ngồi trong xe hết. Cam nhìn phía trên xuống nè, phía trước nè, phía sau, chỉ có vậy thôi. Bên này thì có số lùi và số tới. Đó, F là số tới, còn G là số lùi. Đó, đúng là số D mà là số tới mới đúng. Game làm vãi cả trường. Ui, vãi trường, nó có điểm thời gian đó nè các bạn ơi. Mình không biết, thôi chơi lại đi. Mình sẽ chơi lại đi, biết gì đâu. Rồi ok, bắt đầu chơi đi nha các bạn. Mình sẽ chạy nè. Nó sẽ có những cái biểu tượng màu vàng như vậy. Nó là những cái checkpoint đó các bạn. Thì các bạn sẽ chạy theo cái, chạy làm sao mà các bạn sẽ gọi là chạy vào cái vòng màu vàng ấy. Nhưng mà không đụng nha, không đụng bất kỳ vách tường hay là những cái chướng ngại vật ngăn cản cái gào rồi này nọ các bạn. Quậy cái đồ này vãi chữ luôn các bạn. Đi xuống cái tầng lầu. Thăng. Này, chạy tới cái nữa là lạn vô cái hàng gạo luôn ấy, cái lan can luôn ấy. Rồi ok. Đấy, mới vào lái xe nhỏ mà các bạn thấy nó đã khó như vậy rồi. Một tí lái, ví dụ như lái đầu kéo Mỹ mà còn đầu kéo mà còn kéo thêm thùng hàng nữa thì đi nó còn khó cỡ nào nữa các bạn. Rồi ok, cái game này là nó chỉ chơi được trên Android thôi, nên là hơi tiếc cho các bạn sử dụng iPhone ha. Nhưng mà game này khá là hay luôn ấy, các bạn nên tải về chơi thử nha. Ui,
khá là nhiều cua luôn các bạn. Nhưng mà với cái con xe con này thì mình thấy cũng phải gọi là dễ các bạn, dễ so với mình nha. Tại nó ngắn đấy, với lại nó đánh lái gọng. Ui, cái gì đấy, cái gì hết, đất cua rồi mới đó chị. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái mục đầu tiên để cho nó qua quảng cáo và chúng ta sẽ chơi lại nha. Rồi ok. Nó cho mình quay lại một đoạn nha các bạn. Đây đây đây, mình sẽ quay tới đây thôi. Rồi ok, chạy lại. Nếu mà các bạn nào không xem quảng cáo thì các bạn sẽ chơi lại từ đầu. Nhưng mà để mình cố gắng vượt qua cái đoạn này các bạn. Lùi lại một cái. Đó, phải có tiếng có lùi nó mới lên được các bạn. Rồi ok. Ôi, hồi nãy mình xuống cầu thang, bây giờ mình lại chạy lên cái cầu thang lại nữa nè các bạn, thấy không? Nhưng mà cái chỗ này nó hơi hẹp xíu ha. Rồi lùi cái đi cho chắc các bạn. Lùi cái cho chắc. Rồi ok. Rồi nhắm lên. Đây, để ơi coi chừng chín cái đích. Rồi ok, mượt mà. Đây mình vừa chơi mình vừa nói chuyện cái nó hơi mất thời gian tí, bây giờ đã là 1 phút mấy, gần 2 phút rồi. Cái này là các bạn chơi càng thời gian càng ít thì nó sẽ càng điểm cao, nhiều phần thưởng cao ấy các bạn. Ủa, cái đoạn này khó lắm luôn ấy, các bạn nên tải về trải nghiệm thử giống mình nha. Ôi vô cái đoạn này nó còn nhỏ phải chứ nữa nè. Hình như tới đây là mình tới nơi rồi. Ui đậu vào chỗ này. Ok, chúng ta được quy chương vàng, à lộn, quy chương bạc đó các bạn, phải chứ. Nhưng mà nói chung như vậy cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ đến với một cái chiếc xe nào đó cho nó khó hơn một tí nha. Để mình xem coi. Con này là một con xe tải thùng. Con này là một con xe ben các bạn. Mình thử chạy xe ben coi. Con này nó với con xe thùng cũng phải gọi là hơi dài đấy. Và bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Và cái nhiệm vụ khó nhất luôn này. Khó nhất coi nó như thế nào các bạn. Khó nhất trong cái chiếc, đối với chiếc xe này thôi nha các bạn. Chứ không phải là khó nhất với tất cả các xe. Mỗi xe thì nó sẽ có những cái tuyến đường đi khác nhau. Nhưng mà con này các bạn thấy nó vừa dài, nó vừa bự luôn nè các bạn. Ơi đất ấy. Ôi. Ôi bây giờ mình phải nhìn hai hướng luôn nè các bạn thấy không. Vừa nhìn bên này mà phải vừa nhìn bên kia. Ơ kìa. Chứ hết đụng gì đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đụng cái gì mình chả biết luôn các bạn. Rồi mình lui tới đây đi. Hình như là mình đánh lái quá cái nó bị dính cái bên này nè. Nhưng mà đoạn này nó cũng hơi bị gắt luôn rồi các bạn à. Rồi ok, let's go. Ui đoạn này gắt thế. Ui mình phải quẹo vào cái đường này nó vừa khít cái chiếc xe mình luôn ấy. Từ nha. Rồi ok. Mình thấy chặng nào cũng phải đụng một cái hết trơn ấy. Cái này là cái đường khó nhất đối với cái chiếc xe này các bạn. Ui bây giờ ngoài những cái ui sao chưa nên nên kia không nhường đường của mình các bạn à. Mình phải lui lại. Tức là ngoài những cái chướng ngại vật tỉnh ở những cái chỗ này thì nó còn những cái chiếc xe chạy ngoài đường nữa. Đoạn này nó bắt đầu nó hơi khó hơn rồi đấy các bạn. Đó, bây giờ mình phải làm sao mà nhường cho mấy cái chiếc xe nó chạy qua hết cái đã. Đó, các bạn thấy không? Đã gặp chướng ngại vật tỉnh mình đã sợ rồi, bây giờ gặp thêm mấy cái chiếc xe chạy ngoài đường mình phải né nó nữa các bạn. Nó không có nhường mình luôn nha các bạn. Bắt buộc là mình phải né nó, gặp đường ra ngoài lộ là chúng ta phải né những cái chiếc xe này. Ui bây giờ đi vô cái cổng này quá trời hẹp luôn nè. Ôi giời. Quẹt gì mà dính cái đít các bạn, phải chưa? Rồi ok. Là ngoài lái cái đầu xe phải còn canh cái đít nữa các bạn à. Nó. Bây giờ cái đầu vô được chưa? Ê, ui gì mà vô được. Phải chưa? Không tin luôn ấy. Rồi mình thấy cái chỗ đậu nó nằm trong này rồi nè các bạn, nhưng mà bây giờ phải vượt qua một cái đoạn này nữa mới vào được trong đó các bạn à. Ui mà đi vô thì nó lại hình như là quay cái đầu ra nữa các bạn. Khó thi. Ui cái đoạn này các bạn nhìn nè. Để mình coi có cái góc nhìn từ trên xuống không. Ui như vậy mình thấy nó hợp lý rồi nè các bạn. Đó mình dễ canh cái đoạn này hơn ấy. Tại vì vừa canh bên trái mà nó lại vừa canh bên phải nữa. Nó có nhiều đoạn nè các bạn thấy không. Lách qua lách lại các kiểu. Ơi. Ui dính không. Ủa như là mình đậu ở đây là được rồi các bạn ơi. Ồ nếu mà chạy vô tới trong kia là khả năng được quy chương vàng luôn ấy. Ok bây giờ mình sẽ lùi xe vào trong kia luôn nha.
chỗ này thì không thể nào mà mình quay cái đầu vào được rồi, mình chỉ có thể lùi vào thôi. Mình sẽ cố gắng lùi vào để lấy huy chương vàng luôn nha. Rồi ok. Ơ kìa, đụng cái gì đấy? Mình à, đụng cái phần chỗ này nè các bạn ơi, mình không thấy. Ok ok ok, lùi lại lại. Đây, bây giờ qua cái đoạn này đúng không? Là nó lại có một cái bửng ở chỗ này nữa nè. Không nhìn kỹ là không thấy luôn ấy. Rồi ok, mình sẽ lùi lại, tiếp tục. Nãy mình hơi ẩu. Ui, chỗ này nó còn lại có thêm một cái vách tường nó đưa ra đó các bạn. Thấy chưa? Càng về sau nó lại càng khó các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lùi vào làm sao mà cho nó lọt vào cái chỗ này mà cái đầu mà nó quay ra nhá. Ok. Rồi. Đối với xe này thì mình thấy lùi cũng hợp lý rồi. Rồi. Ủa? Sao mình lùi rồi mà nó cũng chả có gì hết vậy? Ủa? Là sao? Là nó không cho mình đậu đây à? Nó kêu mình lùi vào đây mà. Khổ đăng đi chứ các bạn, mình lùi vào đây đã đời xong nó không chấp nhận các bạn. Nó kêu bây giờ chạy lại đằng kia hay sao ấy. Ok, đi luôn. Rồi, bây giờ mình đã chạy lại đằng này lại được rồi nè các bạn. Ôi, mình tưởng nó đậu đằng kia nó khó hơn thì nó lại được tiền, nhưng mà nó không được các bạn. Nó không cho mình đậu đó. Rồi. Được chưa? Ủa, là sao? À, tức là phải đậu ở đây trước, xong mình mới bắt buộc, rồi sau đó mình mới lùi vào trong kia. Phải cả nồi. Trời đất ơi, là mình mất thời gian. Phải, tức là phải đậu vô hai chỗ các bạn. Quay cái đầu vào đây, rồi sau đó mình mới bắt đầu lùi vào trong kia, nó mới tính điểm. Trời ơi, mình tưởng đâu là đậu một trong hai các bạn. Làm mình chạy hai lần luôn. Ok, không sao, có kinh nghiệm nha các bạn. Bây giờ mình lùi vào một cái nữa. Ừ, lần chỗ này nó dính không ta? Rồi, có kinh nghiệm mà các bạn. Đó, bây giờ mới là lùi vào trong này nè các bạn. Làm mình lùi nãy bị mất thời gian vậy. Rồi, ok. Đó. Cái kìa gì mà được quy chương. Cái này như quy chương đồng hay sao ấy. Chạy khổ thế mà được quy chương đồng. Bây giờ mình sẽ đến với một con xe khó nhất trong cái từ game này. Đó là con xe đầu kéo Mỹ. À nhầm, đầu kéo châu Âu. Mà còn thêm cái thùng hàng nữa các bạn. Rồi, mình sẽ chọn, có nên chọn khó nhất không ta? Khó nhất đi ha. Ok, khó nhất luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển nha. Ôi giời ơi, vừa điều khiển cái đầu xe mà còn lại vừa điều khiển thêm cái thùng hàng phía sau nữa các bạn à. Không đơn giản đâu nha. Đó, ui bây giờ đi qua. Ui trời, các bạn nhìn cái lỗ mà nó kêu mình đi qua nè. Đúng nhỏ đó. Ui giời ơi, dính rồi. Giờ mình sẽ lùi lại các bạn. Rồi ok. Nếu mà để qua đây được chắc ăn ấy, các bạn sẽ đi theo mình. Như vậy là chắc ăn qua được luôn nè. Cố gắng đánh thêm một vòng nữa. Như vậy. Đó. Nó hơi xa hơn tí nhưng mà nó đảm bảo qua dễ hơn. Ồ, nhiều xe đấy rồi các bạn nhìn kìa. Mấy cái xe chắc phía chạy trong này nhiều vãi luôn ấy. Đó, như vậy là qua dễ nó. Nhưng mà cái chiếc xe đó, ui, hên quá mình né được các bạn. Xém là dính vào ngoài này đông xe thế nhờ. Rồi ok, bây giờ mình quẹo qua đây nha. Ê, no. Ở vậy? Tự nhiên cái mình đặt thắt không ăn các bạn. Mình lùi. Đây, con này đi. Đó, con này là thấy hợp lý rồi đây. Bây giờ mình sẽ đánh lấy nha. Dặn ra tí nè. Hết lái vô luôn. Đó. Có chạy qua là có kinh nghiệm liền các bạn. Rồi bây giờ mình đã vào trong một cái này nó như kiểu vào trong một cái đặt kinh đậu xe các bạn. Mình mà chạy vào nè. Ui, quẹo qua đây hả? À. Trời ơi, đường hàng nhỏ hẹp thế. Rồi, ok. Come on. Ôi, bắt mình quẹo. Ê, từ. Nhiều đoạn nó bị lạc lái các bạn à. Cái đoạn này các bạn biết nó khó là khó cái gì không? Là mình chạy ở trên cái đường này nè các bạn. Là nó có nhiều mấy cái xe nó lưu thông chung với mình ấy. Là khó như vậy. Ra đây là nhiều xe hơn nữa, ra lộ là thấy nhiều rồi đây. Ê, đừng đụng tôi nhá, mấy thanh niên này không có nhường mình đâu các bạn. Rồi, cũng đi quẹo vào trong cái bến cảng này. Ồ, có cổng vào rồi nè các bạn. Đó.
không mở cổng bên kia à. Trời ơi khó đấy. Mở lên đi, mở lên đi bạn. Càng mở nhiều cổng càng dễ vào. Ui xe. Ui sorry anh trai, đừng đụng em nhé, anh đụng em cái là em thua đây. Rồi ok, hên quá anh trai này, anh thắng tại nhiều người cho mình các bạn. Nào nào nào, anh taxi ơi, anh đen ơi, anh xe đen ơi. Ấn kìa, có được chứ các bạn. Ô cái này không phải do anh xe đen mà là do anh taxi mà. Ok mình lùi lại đoạn này đi, mình sẽ chạy lại nha, mình sẽ ôm sát cái len ở bên này hơn. Bên đây mình nhường cho anh taxi đi qua đi các bạn. Đấy, đấy, cho anh taxi qua là mọi chuyện nó sẽ easy hơn, nó đơn giản hơn. Rồi bây giờ chỉ còn anh xe màu đen chạy phía sau thôi. Rồi, đi ngút rồi. Ồ, bây giờ anh phải vào trong cái đường nhỏ này các bạn. Ủa, đúng là cái khó nhất cái tựa game này là trải nghiệm nhiều cái đoạn nhỏ luôn ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹo vào nha. Ui, đúng hẹp luôn các bạn. Bây giờ đi quẹo đâu nữa? Bây giờ đi đâu nữa? Rồi lại quẹo trái nữa các bạn. Lọt không ta? Lọt các bạn. Ủa, đi đâu vô lòn tuốt trong này vậy? Khó vãi nồi luôn ấy. Bây giờ mình đánh lái ra này nha. Không cho đụng nha, mình sợ đụng với thằng hàng thôi. Rồi vào đây, nói chung là những cái chướng ngại vật nó là chướng ngại vật tĩnh, nó đứng một chỗ nên là nó đỡ hơn gặp mấy cái thanh niên mà chạy xe như lúc nãy các bạn. Đoạn này hơi khó nha, hết lái luôn nè, không cho nó đụng cái thùng các bạn, cái thùng phía sau nó rất là nguy hiểm luôn ấy. Ôi bây giờ còn thêm cái thanh này nó đẩy nữa kìa các bạn, nhìn chưa. Ôi tranh thủ nó đang đi qua bên kia, còn thôi tranh thủ đi qua đi các bạn, để nó quay lại nó dính mình ấy. Ôi đoạn này hơi cua nha. Ôi rồi mới nói luôn ấy. Ok các bạn, đoạn này hồi nãy mình ôm cua nó hơi gắt quá, chưa trả lái kịp nên là nó sắn vào cái chỗ này. Rồi không sao, bây giờ mình rút kinh nghiệm là mình đi từ từ đoạn này nè. Ê, mới nó đi từ từ, xe đạp gạt nó nhóng như vậy. Rồi đoạn này, ôi dính cái đít các bạn. Rồi quay lại các bạn. Ủa cái đoạn này mình đụng như ta, à đụng cái đít các bạn cái đít mình không, nó đi hơi sát vào quá, vậy mà cũng không được nữa các bạn. Giờ mình đánh từ từ. Cái xe nó đi nhanh. Lui lại. Nguy hiểm quá. Nhưng mà chưa sao. Bây giờ nè, là mình sẽ đỏ cái cam lên trời các bạn. Đây, cam này đi. Đó, mình sẽ đánh lái ở bên này. Đi sát luôn nha các bạn. Đó. Hợp lý rồi đấy. Giờ nó đang dính bên này mà còn dính bên này nữa nè các bạn. Rồi ok. Như vậy là mình thấy là ngon lành đấy, chạy ra luôn nha. Đó, sau bao nhiêu phần đầu bóng táp thì mình đã ra được ngoài này rồi. Rồi ok nhá. Đoạn này là nó dính ngay cái cần cẩu nó di chuyển nè các bạn thấy không. Nếu mà các bạn chạy mà ham đi qua lại ấy thì sẽ dính cái cần cẩu này, nên là các bạn cố gắng đợi một tí. Chậm mà chắc các bạn bây giờ 4 phút mấy rồi mà vẫn chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ này nữa. Hiện tại thì mình thấy là nó đã được huy chương bạc rồi nè các bạn. Không biết được huy chương vàng không, nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Rồi, để cái cần cẩu này nó quay lại, nó hơi chậm một tí. Rồi, ok. Đầu di chuyển ra tèn tèn được rồi đấy. Đó, bây giờ nó qua tiếp bên kia rồi. Đó, chạy ra thôi. Đơn giản các bạn. Nhưng mà chúng ta phải đợi một xíu. Rồi, ok. Mình thấy được cái chỗ trả hàng rồi các bạn. Vô tiếp trong này luôn á. Ui, còn đi xa thế. Rồi, ui đi ra cạnh bờ biển luôn nè các bạn. Ô, biển bên này nè. Đó, biển bên phải mình đấy. Mình đang cạnh cặp bờ biển luôn. Cái nhiệm vụ này nó vừa xa mà nó cặp, nó kiểu nó vừa khó nữa. Xe mà lái nó đã khó rồi, mình gặp cái nhiệm vụ này nó khó hơn. Rồi mình đang chạy ra ra đúng cái cảng biển rồi các bạn. Bên trái mình là tàu biển nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy vào oh my god, là cái đầu phải quay ra nha các bạn. Khó thế. Bây giờ nếu mà một cách nó dễ hơn là chúng ta sẽ chạy ra phía sau đít mà chúng ta quẹo vào ấy, nó dễ hơn. Còn mà chạy mình có cách rồi, mình sẽ đưa cái đầu mình vào đây nè.
sau đó là mình sẽ lùi vào từ từ để nó dễ hơn ấy. Rồi ok, đủ nha, hơi mất thời gian rồi, mình sẽ cố gắng. Rồi cuối cùng cũng được các bạn, nó hơi vào khó một tí nhưng mà nói chung ok được. Rồi ok đấy, ngon lành. Đây mình nhắm tới một tí các bạn, nhắm tới đây ok rồi đấy. Các bạn thấy hay chưa, chúc mừng rồi nè các bạn. Ui vậy mà vẫn được huy chương bạc thôi, khá là khó luôn nha các bạn. Mình nghĩ là nếu mà được huy chương vàng là phải chạy rất là nhanh và chúng ta phải cố gắng không gây tai nạn này nọ rồi ấy. Trong này còn rất là nhiều xe, các bạn thử tải cái tựa game này về đi. Mình có để cái đường link ở phía dưới cho các bạn có thể là tải về miễn phí luôn. Các bạn nào làm được những cái nhiệm vụ bao nhiêu mấy trên năm này, các bạn thấy không, nó sẽ có cái những cái nhiệm vụ. Giờ mình chạy được một cái nhiệm vụ thì nó được để 1 trên 5. Nếu mà các bạn được 5 trên 5 mà nhiều xe thì các bạn nhớ chụp lại và up lên cái group chuồng khỉ cho mình xem với nhá. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn đừng quên ấn like cũng như là đăng ký cho kênh mình, và các bạn đừng quên follow nick TikTok của mình nha. Đó là tên Nguyễn Quý Gamer trên TikTok luôn đấy. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.